Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 8, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu, dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy thị sát địa điểm đầu tư xây dựng cầu Phước An, thăm một số doanh nghiệp cảng biển và các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Đoàn cũng có buổi làm việc với Thị ủy Phú Mỹ về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong 7 tháng qua. Cùng đi với đoàn có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Cầu Phước An là điểm đến đầu tiên của lãnh đạo tỉnh trong chuyến thị sát hôm nay. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ 2020-2025 vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng. Cầu Phước An là dự án thành phần thuộc dự án đường liên cảng Cái Mép Thị Giải có chiều dài 21,3 km, bắt đầu từ cảng Cái Mép Hạ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tới cảng Phước An thuộc tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư 4.879 tỷ, trong đó 2.879 tỷ là vốn của địa phương, 2.000 tỷ dùng nguồn vốn của Trung ương. Sau khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ giúp kết nối đường liên cảng Cái Mép Thị Giải với hệ thống đường cao tốc trong khu vực, đồng thời kết nối toàn bộ nhóm cảng biển số 5 với khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ. Cái tuyến đường liên cảng Cái Mép Thị Giải này đi qua theo quy hoạch là 35 cảng biển theo quy hoạch. Hiện nay là 21 cảng biển đã được sử dụng với tổng công suất cảng biển là 113 tấn năng và 9.600 mét cầu cảng container. Toàn bộ cái dự án đường liên cảng này đã đi qua 5 khu công nghiệp tập trung với tổng diện tích khoảng 3.500 hecta. Tại vị trí mình đứng đây là cái dự án tiếp theo của đường liên cảng, đó là cầu Phước An với tổng chiều dài là 4.388 mét đã được Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ủng hộ là đưa dự án cầu Phước An này theo nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương. Ngày 4 tháng 8 vừa rồi, chính thức Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nghị quyết số 35 thông qua cái chủ trương đầu tư của cầu Phước An. Đoàn công tác tỉnh ủy cũng nghe đại diện công ty đầu tư và khai thác hạ tầng khu công nghiệp Đông Xuyên và thị xã Phú Mỹ báo cáo về tình hình thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Phú Mỹ 1, nghe đại diện tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn báo cáo về tình hình hoạt động của cảng TCIT. Cảng chiếm 52% thị phần tại cụm cảng nước sâu Cái Mép Thị Giải. Cũng trong chuyến công tác này, Sở Giao thông Vận tải đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh về dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có quy mô 86,6 ha tại thị xã Phú Mỹ. Đây là dự án cảng biển nước sâu có vị trí quan trọng trong hệ thống cảng Cái Mép Thị Giải với chiều dài cầu cảng khoảng 1.200 m, có khả năng đón tàu đến 200.000 tấn. Tiếp đó, đoàn công tác tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phú Mỹ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo báo cáo của lãnh đạo Thị ủy Phú Mỹ, tính đến tháng 7, doanh thu thương mại dịch vụ của thị xã đạt 24.028 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch năm 2020, nhưng giảm 2,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp là 9.257 tỷ đồng, đạt gần 58% kế hoạch năm 2020. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 826 tỷ đồng, đạt 42,5% kế hoạch, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Với tổng thu ngân sách đạt 1.179 tỷ đồng, bằng 65% dự toán tỉnh giao. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng qua của thị xã chỉ đạt khoảng 213 tỷ đồng, tương đương hơn 45% kế hoạch năm. Phát biểu kết luận của làm việc, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu nhận định, thị xã Phú Mỹ có rất nhiều tiềm năng và lợi thế nằm trong định hướng 4 trụ cột kinh tế của tỉnh, không chỉ của nhiệm kỳ tới mà còn đối với nhiều nhiệm kỳ tiếp theo. Do đó, sự phát triển của Phú Mỹ trong tương lai phải hướng đến vị trí hàng đầu, chứ không chỉ dừng ở những lĩnh vực kinh tế như hiện tại, nhằm kết nối và tạo ra giá trị chung cho địa phương cũng như cả nước. Về định hướng phát triển cũng như giải pháp cho những tháng cuối năm, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Bà Rịa Vũng Tàu là một trong 12 địa phương của cả nước có tăng trưởng âm. Vì vậy, thời điểm này, các sở ngành của tỉnh và các địa phương, trong đó có thị xã Phú Mỹ, phải nhanh chóng tìm ra giải pháp khắc phục, đồng thời triển khai quyết liệt nhằm đưa tỉnh thoát khỏi danh sách này, đồng thời giúp tỉnh có thể đạt được những chỉ tiêu đã đề ra. Cái việc COVID thì nó quay lại, nhưng mà chúng ta cũng phải khẳng định thế giới này chưa ai nói là sẽ hết COVID.
Nên chúng ta chung sống, và cũng như chính phủ đã có cái một cái chủ trương rất lớn, đó là vừa chống dịch mà vừa thúc đẩy phát triển kinh tế đạt mục tiêu kép. Nên tôi đề nghị thôi, trên tinh thần như vậy chúng ta cố gắng cùng chia sẻ, khó khăn thuận lợi cứ đan xen. Vấn đề khác biệt là chúng ta nhận dạng và chúng ta hành động. Nên hôm nay tôi đề nghị cùng với nhau chúng ta trong lúc khó khăn này có lẽ chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, nhiều lần hơn so với bình thường, để chúng ta đạt cái chúng ta đặt ra, chứ chưa nói chúng ta vượt cái chúng ta đặt ra. Khởi đầu cho chương trình thăm và làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Viết Thanh ở cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy đã ưu tiên chọn thị xã Phú Mỹ và nhiều công trình dự án quan trọng để thị sát làm việc đầu tiên. Điều này cho thấy sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy đối với địa bàn kinh tế trọng điểm, với những dự án quan trọng hàng đầu trong hai trụ cột kinh tế công nghiệp cảng biển của Bà Rịa Vũng Tàu.